sau đây Phúc sẽ gửi tới tất cả quý vị một ca khúc dòng nhạc sở trường của Phúc, đó là dòng nhạc pop ballad, bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Hoài Anh, ca khúc mang tên Người Ta Nói. Thank you.
Phúc, em thấy thế nào? Phúc thấy thực sự là khác biệt, rất là ấn tượng với hai nhóm. Một cái phiên bản của Twist Lương thì sôi động, năng động, rất là trẻ trung, một cái dòng nhạc hiện đại và kết hợp mashup với những cái bài khác thì chắc chắn là nghe làm mới cái bài của Phúc hơn. Còn nhóm Army thì các bạn lại mang được một cái chất khác. Thực sự là giữa hai nhóm thì nó đã làm Cảm Phúc cảm thấy là một cái phiên bản khác rồi. Còn để chọn thì rất là khó, là bởi vì hai cái thể loại khác nhau. Một bên thì có acoustic, bên này thì được cái nhạc cụ hỗ trợ rồi nọ, rồi có người bè. Một bên thì không có, nên là rất là khó chọn trong hai nhóm này. Nếu mà khó chọn quá mình chọn bản gốc đi. Cho nên giờ Phúc cứ có thời gian để suy nghĩ, vẫn còn thời gian để Phúc suy nghĩ mà lựa chọn. Chỉ có cái Phúc hỏi cái nhóm là nãy, nếu như mà cái đoạn sau mà các bạn có lên tông không? Có lên tông chỗ đó không? Các bạn đang muốn lên tông đúng không? Dạ có. Đoạn cuối là lên tông đúng không? Dạ có. Thì nó chỉ bị lỗi tí xíu ở chỗ đó thôi, là giữa hát và giữa bên lên tông hát nó không có phô đó. Khớp với nhau, đúng rồi. Trên phô chút xíu. Nghe rất là rõ, nghe rất là rõ. Nếu như mà cái đoạn đó các bạn ao luôn cái chỗ mà độc rap. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, mà hát cái đoạn đó bằng cái chỉ có guitar mộc không á, để ao luôn cái đó thì rất hay. Cảm ơn ý kiến của ông Hoàng Phúc. Bây giờ thì Phúc có thể suy nghĩ để lựa chọn ra tiết mục nào là tiết mục mà mình thích nhất nha. Mình sẽ nghe ý kiến từ hai vị giám khảo còn lại. Mời Quang Dũng. Với anh thì anh nghĩ cái bản của Tris, anh nghĩ em hợp với một cái dạng ở nhạc sàn, nhạc ở vũ trường. Thật ra cái đối tượng đó cũng rất là hay, chứ không phải là cứ là sân khấu hướng. Và anh nghĩ rằng em, nếu mà em nói em là rapper thì anh nghĩ là em là người rap mà thích hát nhất, tham hát, giả mang luôn. Hát gì quá trời hát, tất cả người ta rap mà ta phải rap nhiều hơn mà hát, thì cái bài vừa rồi em lại hát nhiều hơn. Còn nhóm Ami thì anh thấy rằng với cái bài đầu á, em làm mới được cái bài mà đã cũ, nhưng mà cái bài này nè thì nó lại không mới lên, mà nó anh cảm giác đôi khi nó hơi hội trại, và tụi em đang ăn tăng giữa cái chuyện là nên hát kiểu nào. Ngay cả ca sĩ muốn hát nhẹ hay là hát để khoe giọng, thì đó, thì thật ra cả hai em đều anh nghĩ là có một cái tinh thần mới, nhưng mà nó chưa có phải là đột phá để người ta wow. Và anh nghĩ nếu mà anh chọn, anh sẽ chọn cái bản gốc. Cảm ơn ý kiến của Quang Dũng. Và mời ý kiến từ giám khảo Mỹ Tâm. Em khác chút xíu xíu là em vẫn thích nhìn mấy bạn nam. Tại vì khi mấy bạn nam cái chất chơi của các bạn nó nhiều hơn, thì các bạn nữ chị nghĩ rằng là cũng phải nên như vậy. Và cảm ơn ý kiến của ba vị giám khảo. Bây giờ thì Ưng Hoàng Phúc sẽ cho mọi người biết sự lựa chọn của mình dành cho Tris Lương hay dành cho nhóm Army, và giải thưởng dành cho nhóm hoặc là cá nhân được Ưng Hoàng Phúc lựa chọn trị giá 50 triệu đồng. Wow. Wow. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ, chắc là Ưng Hoàng Phúc cũng đã có sự lựa chọn của mình rồi đúng không ạ? Và chúng ta cùng theo dõi nha. Phúc sẽ chọn ai? Tris Lương hay Army? Xin mời.